Trên thế giới, lễ ký thỏa thuận về việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ mới vào Nga. Phần Lan đóng cửa biên giới với du khách Nga. Phó Tổng thống Mỹ vừa thăm khu phi quân sự, Triều Tiên đã phóng tên lửa. Nghiên cứu cho thấy khả năng suy thoái toàn cầu năm 2023 lên tới 98%. Paraguay muốn Đài Loan đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ để duy trì quan hệ đồng minh. Tại Việt Nam, vụ cảnh sát Sóc Trăng đánh người, công an tỉnh lên tiếng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị chi 3.500 tỷ đồng mua sách giáo khoa cho học sinh mượn. Nhà xuất bản nói sách giáo khoa Việt rất rẻ, không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập. 7 thi thể dạt vào bờ biển Phú Quốc, có 2 căn cước công dân người Trung Quốc. Tại Nam Định, gần 30 tấn ngao giấy bị sóng đánh dạt trắng bờ, người dân coi là lộc trời. Hàng Lâm xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình trưa nay ngày 30 tháng 9 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Mở đầu là diễn biến mới nhất liên quan đến Nga. Thưa quý vị, thư ký báo chí ông Dmitry Peskov cho biết, vào lúc 15 giờ ngày 30 tháng 9 theo giờ Moscow, lễ ký kết thỏa thuận về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Nga sẽ được tổ chức tại Điện Kremlin. Tổng thống Putin sẽ tham dự. Theo ông Peskov, những người đứng đầu của 4 vùng Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson cũng sẽ đến đó. Họ có cuộc gặp theo kế hoạch với nhà lãnh đạo Nga. Sau khi ký các văn kiện, Tổng thống Putin sẽ phát biểu với người dân Nga. Các đại biểu Hội đồng Liên bang Nga và Duma Quốc gia sẽ có mặt tại Điện Kremlin. Tuy nhiên, ông Peskov xác nhận rằng bài phát biểu này không phải là thông điệp liên bang hàng năm của Tổng thống trước Quốc hội. Nó sẽ diễn ra sao? Trước đó, các cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức ở 4 khu vực nói trên. Theo kết quả kiểm phiếu được chính phủ Nga công bố, phần lớn người dân các vùng này đã ủng hộ gia nhập Liên bang Nga. Liên minh châu Âu, Mỹ, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan và nhiều nước khác từ chối công nhận cuộc trưng cầu dân ý, tuyên bố tôn trọng các nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Bộ Ngoại giao Belarus lưu ý rằng họ sẽ đánh giá kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý nhắm đến lợi ích quốc gia của mình. Phần Lan đóng cửa biên giới với du khách Nga. Hôm 29 tháng 9, hãng tin Reuters cho biết Phần Lan đã từ chối cho du khách Nga nhập cảnh sau khi hàng ngàn người từ Nga chạy trốn khỏi đất nước. Tuyên bố này đánh dấu việc đóng cửa tuyến đường bộ trực tiếp cuối cùng từ Nga vào EU. Chính phủ cho biết động thái này sẽ khiến cho lưu lượng giao thông xuyên biên giới giảm đáng kể sau khi gần 17.000 người Nga vượt biên giới sang Phần Lan vào cuối tuần. Theo Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto, quyết định trên được đưa ra sau những cuộc đàm phán với Ukraine và các nước láng giềng. Ông Haavisto cho biết, việc nhập cảnh với mục đích thăm gia đình hoặc phục vụ công việc và học tập vẫn được phép. Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva đã áp đặt các hạn chế tương tự kể từ ngày 19 tháng 9, trong khi EU đã cấm tất cả các chuyến bay từ Nga, chỉ cho phép các tuyến đường sắt và đường bộ. Ở một diễn biến khác, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow hôm 28 tháng 9 vừa qua đã thúc giục công dân Mỹ song tịch Mỹ-Nga hãy rời khỏi Nga hoặc sẽ gặp rủi ro bị ép phải đi lính chiến đấu trong cuộc chiến tranh đang leo thang tại Ukraine. Phó Tổng thống Mỹ vừa thăm khu phi quân sự, Triều Tiên đã phóng tên lửa. Theo Reuters, hôm 29 tháng 9, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tới thăm khu phi quân sự DMZ, bang Môn Điếm nằm giữa biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên. Bà Harris đã chỉ trích Bình Nhưỡng là chế độ độc tài. Bà nói, ở miền Bắc bán đảo Triều Tiên, chúng tôi thấy một chế độ độc tài tàn ác, vi phạm nhân quyền tràn lan và một chương trình vũ khí bất hợp pháp đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Phó Tổng thống Mỹ cứng rắn cảnh báo, chúng tôi luôn muốn phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, nhưng sẵn sàng đối mặt với bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Bà Harris cũng ghé qua làng đình chiến bằng Môn Điếm, nơi ông Trump từng gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi năm 2019. Vài giờ sau khi bà Harris kết thúc chuyến công du, Triều Tiên tiếp tục phóng một tên lửa đạn đạo ra bờ biển phía đông. Đây là vụ phóng thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần cũng nhắm vào khu vực bờ biển này. Trong khi nền kinh tế toàn cầu đối mặt với lạm phát cao, lãi suất tăng mạnh và cuộc chiến ở Ukraine, một nghiên cứu do tổ chức Ness David Research thực hiện cho thấy có tới 98% khả năng xảy ra suy thoái toàn cầu vào năm 2023.
Những lần gần nhất mô hình của họ cho tỷ lệ cao đến mức này là suy thoái vào năm 2020 và khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009. Các nhà kinh tế tại tổ chức này cho biết, điều này cho thấy nguy cơ suy thoái toàn cầu nghiêm trọng đang tăng lên trong năm 2023. Trước đó, theo một báo cáo hôm 28 tháng 9, 7 trong số 10 chuyên gia được Diễn đàn Kinh tế Thế giới IWF khảo sát cho rằng suy thoái toàn cầu là có khả năng xảy ra. Các nhà kinh tế học cũng hạ dự báo tăng trưởng và cho rằng tiền lương sẽ tiếp tục đi xuống trong năm nay và năm tới. Khi giá năng lượng và thực phẩm tăng, nhiều người lo ngại chi phí sinh hoạt tăng có thể kéo theo bất ổn. 79% chuyên gia trong khảo sát của IWF dự báo giá tăng sẽ châm ngòi cho bất ổn xã hội, đặc biệt là tại những nước có thu nhập thấp. Paraguay, một trong số ít đồng minh chính thức còn lại của Đài Loan, đã yêu cầu chính quyền của hòn đảo đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ để đảm bảo nước này có thể chống lại áp lực chuyển quan hệ ngoại giao sang Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times hôm 29 tháng 9, Tổng thống Paraguay Mario Abdo Benitez cho biết Đài Loan có khoản đầu tư hơn 6 tỷ đô la Mỹ vào các quốc gia không có quan hệ ngoại giao với họ và ông muốn 1 tỷ đô la Mỹ từ số tiền đó được đầu tư vào Paraguay. Chỉ có 14 quốc gia có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan thay vì Trung Quốc và Paraguay là một trong số này. Hầu hết các đồng minh của hòn đảo tập trung tại Mỹ Latin và Thái Bình Dương. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã thuyết phục được một số quốc gia như quần đảo Solomon, Panama, El Salvador chuyển đổi quan hệ sang Trung Quốc với lời hứa tăng cường thương mại, cho vay và đầu tư. Một tiến sĩ về nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Tasmania cho biết Đài Loan luôn có nguy cơ mất đồng minh và những bình luận như vậy đôi khi là tín hiệu về việc chuyển đổi quan hệ ngoại giao sang Bắc Kinh. Paraguay có GDP khoảng 39 tỷ đô la Mỹ, trong đó 30% đến từ nông nghiệp. Tổng thống Abdo cho rằng việc Paraguay tiếp tục quan hệ với Đài Loan thay vì Trung Quốc đã khiến cho nước này phải trả giá đắt vì không tiếp cận được thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, cơ quan ngoại giao Đài Loan lại khẳng định Ngoại trưởng Paraguay Julio Castro Arreola dường như đã bác bỏ những bình luận của Tổng thống. Mở đầu phần tin trong nước là diễn biến mới nhất xung quanh vụ cảnh sát Sóc Trăng đánh người, công an tỉnh lên tiếng. Kính thưa quý vị, trong thông cáo báo chí chiều qua, Công an tỉnh này cho biết vào 15 giờ ngày 25 tháng 9, khi đang tuần tra an ninh dịp lễ Sen Donta trên quốc lộ Nam Sông Hậu, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tổ công an thị xã gồm có 5 người đã phát hiện một người điều khiển xe mô tô Exciter 150cm khối chở theo một người khác chạy ngược chiều. Nghi ngờ hai người này sử dụng rượu bia và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện phân khối lớn, cảnh sát đã yêu cầu dừng phương tiện. Tuy nhiên, người cầm lái đã tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng gần 30 km. Khi đến ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, cảnh sát đã dừng được phương tiện. Một số người trong tổ tuần tra đã dùng tay, chân, gậy điều khiển giao thông, mũ bảo hiểm đánh hai thanh niên. Sau đó, đưa người và phương tiện về trụ sở. Đại tá Lâm Thành Sơn, Giám đốc Công an tỉnh cho hay, hành vi của những cán bộ trên là vi phạm quy tắc ứng xử theo quy định. Trước mắt, 4 trong số 5 người trên đã bị đình chỉ công tác. Về phía hai thanh niên, các em được xác định là chưa đủ 18 tuổi, không phải học sinh, chạy xe mô tô trên 100 phân khối. Thông cáo nêu, các em đã thừa nhận các lỗi vi phạm trong đó có lỗi, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, điều khiển xe lạng lách trên đường, người chưa đủ 18 tuổi nhưng điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 100cm khối. Tuy nhiên, vào chiều ngày 29 tháng 9, trao đổi với phóng viên VTC News, thiếu niên 16 tuổi, người điều khiển xe cho biết, em không chèn ép xe của tổ tuần tra, trong lúc chạy, có người dân thì em tránh chứ không đánh võng và lạng lách. Khi bị dừng xe, chưa kịp xuống thì hai cảnh sát ở sau đã tới đánh em. Trong lúc bị đánh, em xin lỗi nhiều nhưng hai chú không nghe mà vẫn đánh tiếp. Người bạn đi cùng 15 tuổi cũng bị đánh dù đã cúi đầu xin lỗi. Về nhà không dám kể cho gia đình vì sợ. Hiện em bị đau đầu, sao chỗ bị đánh trúng, phần cổ, lưng, bụng. Trong sáng hôm qua, em đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng để khám. Gia đình cũng đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng. Tiếp theo là nội dung liên quan đến giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị chi 3.500 tỷ đồng mua sách giáo khoa cho học sinh mượn. Hôm qua, tại hội thảo về việc biên soạn, thẩm định, xuất bản, lựa chọn và sử dụng sách giáo khoa, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong 3 phương án mua sách giáo khoa cho học sinh mượn, thông qua các thư viện, Bộ chọn phương án nhà nước mua cho 70% học sinh.
Với phương án này, số tiền để mua sách được dự tính khoảng 3.500 tỷ đồng, số tiền bổ sung hàng năm sẽ vào khoảng 20%. Theo Thứ trưởng, nếu thực hiện sẽ giải quyết được những bức xúc về giá sách, các em vẫn được học những cuốn sách tốt. Ông Thưởng cũng yêu cầu các nhà xuất bản giải trình lý do sách giáo khoa mới lại có giá cao hơn sách giáo khoa cũ. Nhà xuất bản nói giá sách giáo khoa Việt rất rẻ, không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập. Về giá sách giáo khoa, ông Ngô Trần Ái, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam cho rằng, nếu so với giá các loại sách khác trên thị trường và so với các nước khác, thì giá sách của Việt Nam vẫn thấp hơn. Người đứng đầu công ty xuất bản nói, thực tế giá sách giáo khoa không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của các gia đình, nhất là so với các chi phí khác như tiền đồng phục. Việc làm hoàn chỉnh một bộ sách giáo khoa phải mất nhiều năm, không phải đầu tư lấy tiền lãi hàng năm. Về thông tin nhà xuất bản lãi khủng khiếp từ việc xuất bản sách giáo khoa, ông Lê Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phủ định và cho hay lợi nhuận về từ nhiều nguồn và hoạt động khác của nhà xuất bản không riêng sách giáo khoa. Phát hiện 7 thi thể dạt vào bờ biển Phú Quốc, có 2 căn cước công dân người Trung Quốc. Theo thông tin ban đầu, 7 thi thể này được người dân phát hiện từ khoảng 11 giờ chiều ngày 29 tháng 9 tại bãi biển Trường, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang. Cơ quan chức năng cho biết đã tìm thấy trong ví của 2 nạn nhân có 2 căn cước công dân do Trung Quốc cấp. Hiện danh tính của nạn nhân vẫn đang được xác nhận vì các thi thể khó nhận dạng do có dấu hiệu phân hủy. Công an thông báo đến người dân, ai có người thân bị mất tích thì trình báo để xác định thân nhân. Theo báo Người Lao động, việc phát hiện 2 căn cước công dân Trung Quốc khá trùng hợp với vụ tàu chở 41 công dân nước này bị chìm vào tối ngày 22 tháng 9. Vụ việc khiến cho 22 người mất tích và 18 người thoát nạn. Ngoài ra, vào ngày 24 tháng 9, người dân Phú Quốc cũng đã cứu được 9 người quốc tịch Trung Quốc bị nạn trên vùng biển Campuchia. Những người này đang ở đồn biên phòng cửa khẩu An Thới, chờ các thủ tục để về nước. Tiếp theo là cảnh hiếm thấy trên bờ biển Nam Định, gần 30 tấn ngao giấy bị sóng đánh dạt trắng bờ. Số ngao giấy bị sóng đánh trôi dạt vào bờ biển vào hôm qua được ghi nhận ở một số xã ven biển huyện Giao Thủy. Theo một lãnh đạo huyện, từ sáng cùng ngày, ngao trôi vào bờ có cả con sống và chết, ước tính khoảng 30 tấn. Đáng chú ý, khu bãi biển xã Giao Hải có những nơi ngao nổi trắng trên cát, có đoạn cả chục mét ở sát mép nước. Ngao nằm xếp lên nhau hoặc là bị sóng đẩy dạt hẳn lên bãi. Coi đây là lộc trời, người dân kéo đến thu gom. Thông tin ngao dạt bờ biển lan nhanh, thu hút hàng trăm người dân đủ mọi lứa tuổi đến bãi cùng lưu để nhặt ngao. Có nhiều gia đình đã nhặt được hàng tạ ngao và bán lại với giá từ 10.000 cho đến 20.000 đồng 1 kg. Một người dân địa phương cho biết bão không ảnh hưởng đến Nam Định nhưng lại mang theo nhiều lộc trời. Từ sáng đến giờ, chị đã nhặt được gần 3 bao ngao. Từ lâu lắm rồi mới có một đợt ngao dạt vào bãi biển nhiều như thế này. Một người dân khác cho hay loại ngao này còn gọi là ngao bông rất là ngon. Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Giao Thủy cho biết, số ngao trên là ngao tự nhiên. Từ khoảng 18 giờ chiều ngày 28 tháng 9, đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng này ở phần cuối bãi bồi Cồn Lu, số lượng nhiều một cách bất thường. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trưa nay của Khỏe Tự nhiên. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Chúc quý vị buổi trưa an lành và thư giãn. Còn bây giờ, Hằng Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.